Attila anh em ơi. Đấy, Attila mẫu này thường anh em kêu Attila đĩa bay nè anh em. Xe này màu trắng nha, khá đẹp. Máy thì cực im luôn anh em ơi. Giá thì có 4.600.000 ha. 4.600.000, giá em có ghi trên yên vậy nè. Đó, áo sống liền lạc nha anh em. Giấy tờ đầy đủ hợp lệ cho anh em mình đi ha. Biển 68-03773 ha. Biển số rất là dễ nhớ nha anh em. Áo sống rất là liền lạc ha. Bên đây thì chốc cái tem Attila nha anh em. Đó, chốc cái tem. Bên đây còn cái tem nè. Đó, cái tem Attila. Bên đây thì chốc rồi. Xe này thì máy móc chưa đụng chạm nha anh em, máy zin. Đó, máy im lắm. Chưa có đụng chạm làm máy gì hết nha. Cái mẫu Attila này, mẫu này đít nhọn đẹp nha anh em. Ha, đít nhọn đẹp. Đó, đèn bọng rồi được. Rất là ok luôn. Xe này có lỗi chỗ này nha anh em. Có lỗi bên cái nhanh trái nè, chỗ kiến nè. Đó, đụng lỗi xíu ha. Đó, cây bừa mà, không sao anh em ơi. Chân cẳng bạc sơn phục đồ nè, còn nè, nổ nè. Đó, vỏ thì còn ok ha, vỏ dày lắm nè mày. Vỏ trước vỏ sau nó còn dày đó. Vậy anh em đổ xăng đi thôi. Đó, giá 4 triệu mấy, máy rất là ngon luôn nè. Test máy anh em nha. Hẻm luôn anh em ơi. Đó, cực im luôn. 4.6 triệu rất là dễ xài nha cho anh em. Đó, cốp bọng đồ cũng rộng ha. Đó, anh em giật lên xài cốp trong cũng được nữa. Còn im nữa anh em ơi. Còn này móc treo độ ha. Nó kèm theo móc treo độ lên anh em này gắn nha. Đó. Đem túi còn trơn anh em. Máy nổi rung. Bị số đẹp anh em. 3773. Đó, xe đèn này kia là nhan đầy đủ nha anh em. Đèn sương mù nè, màu xanh ha. Đó, vẫn còn hoạt động nha anh em. Máy rất là im luôn, máy em gục anh em nè. Đang nổ á, gục luôn. Máy nổ rất là im nha anh em. Không kêu tiếng động hú hí gì luôn anh em ơi. Nè. Im gục luôn. Kèn thì không kêu anh em ơi, kèn lúc kêu lúc không nha. Kèn này chắc nó bị đậu lâu với nó bị ten nha anh em. Lúc kêu lúc không. Đó, màu hồ đẹp ha. Rồi giá 4.6 triệu nha. Anh em nào thấy hợp nhãn thì alo cho em sang qua số điện thoại 032 5555 330 nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem video.